Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng giới thiệu cho các bác một dòng mẫu loa bát 50 từ Neo, hàng chính hãng của Tubo Solic các bác nhé. Đây, đây là mẫu em vừa bóc nguyên đai nguyên kiện của nhà máy ra. Hàng này là hàng nhập khẩu chính ngạch các bác nhé. Và em nói luôn, cái hàng này thì chất lượng của nó là đi đôi với đồng tiền. Có nghĩa là các bác bỏ tiền ra mà các bác chơi cái dòng này em phải gọi là quá là ăn chơi luôn đấy. Đây là dòng mẫu loa bát 50 giờ em về cho các bác. Cho anh em nào mà làm sự kiện, dùng để đánh súp thì các bác dùng cái mẫu bát 50 này thì gọi là rất là uy lực các bác nhá. Và rất là bền luôn. Con này cho các bác dùng thì yên tâm tuyệt đối luôn các bác nhá. Đấy. Đây các bác nhá, hộp của nó đây. Hộp của bìa của nó 3 lớp bìa các bác ạ. Xốp xiếc đây này. Hàng chính hãng của công ty có khác đây. Tubo Solic. Tubo Solic là một cái hãng ở bên Trung Quốc rất là lâu rồi. Và cái loa của hãng này thì tất cả các model của nó, em rất là thích các model của nó, từ bát 20, bát 25, 30 và 40, 50. Đây nhá. Thôi quay trở lại các bác nhá. Quay trở lại bây giờ tập trung vào cái mẫu này đi. Bây giờ em đi vào giới thiệu chi tiết cho các bác. Con này của nó, đường kính của nó là loa bát 50 này. Gân của nó là gân vải 3 gân, gân vải tẩm dầu các bác nhá. Màng xếp ly lượn sóng, màng đen và nón đen. Màng của nó toàn bộ bề mặt của nó phủ quét keo bóng hết các bác nhá. Con này anh em nào mà làm sự kiện thì khỏi bàn luôn. Mà cái hàng này, hàng nó mới về là hàng hot, hàng mẫu mới nên là em lên sóng em giới thiệu luôn. Đấy các bác nhìn này, con này côn của nó là côn 100 các bác nhé. Đánh keo sữa vòng quanh của côn. Và dây điện các bác để ý cho em này, dây điện được bọc từ ngoài vào trong. Nhện màu bã trâu. Còn đây là mặt sau của nó, các bác nhìn này, khung xương nó chất lừ như nó cất luôn nhá. Đây là khung xương nó này. Cái bản xương này bản xương chính hãng của Tubo Solic nhá. Xương của nó xương nhôm. Đây là phần mặt sau của nó này, nó sẽ như thế này. Đây cọc chạm của nó này. Đây là cái mặt từ neo của nó. Từ neo của nó rất là to các bác nhá, đây này. Đấy, tay em đang cầm này, rất to luôn. Hoành tá tràng luôn các bác nhá. 2 4 6 2 4 6 8 9. Đúng không nhỉ? 2 4 6 8 9 cái lỗ tản nhiệt các bác nhá, ở phần mặt bích neo. Lưới chống bụi này. Nói chung là sản phẩm, các bác đợi tí cho cái thông lông đi đã. Đấy, nó đỡ ẩm thì em mới nói được. Hàng chính hãng thì các bác nhìn đấy, hàng có như nào em nói như vậy. Em không tâng bốc sản phẩm các bác nhé. Hàng này thì nó mới về em bán cho khách của em thì được một vài khách lấy đang bảo là chất lượng quá là ok em ạ. Mà sao nhìn nó đẹp nhỉ các bác nhỉ. Đấy, lần đầu tiên em thấy một con bát 50 neo mà cái từ neo của nó to đến mức độ như này. Xin cánh tay của các bác làm show, làm sự kiện nhá. Đây con này đây, model của đây các bác nhá. ND9118S. Khi mua hàng các bác đọc mã sản phẩm cho em nhá. Con này thì của nó là trở kháng 8 ôm. Đây 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 các bác nhá. Đây này. Em phải ghi lại cái thông số mà em đọc ở trên trên website. Trên website thì nó đưa ra như thế này các bác nhá. Đây là thông số kỹ thuật của cái bát này này. Còn các bác nào mà muốn xem thông số kỹ thuật chi tiết nhá, có thể kết bạn qua Zalo để em gửi cái đường link của cái sản phẩm mà công bố cái sản phẩm này trên website của hãng Tubo. Có hết nhá, thông số đầy đủ. Còn em chỉ tóm tắt là cái thông số cho các bác nhá. Con này 8 ôm này. Giải tần đáp ứng từ 31 đến 1000 Hz các bác nhá. Độ nhạy 996 dB. Côn 100 này. Công suất của nó là max đạt đến 1500W các bác nhá, 750 đến 1500W. Và con này là cân nặng của nó là 9,6.
9,6 kg một cái. Đây là những thông số quan trọng thì em đã giới thiệu cho các bác rồi. Rồi nhớ em xin dừng video. Anh em thợ nào mà làm sự kiện mà lấy số lượng cái dòng bát này thì hãy nhấc máy. Dòng này thì em có bán cho các bác một cái để về các bác làm súp nhé. Một cái cũng bán. Anh em thợ lấy số lượng thì liên hệ em. Giá cực rẻ, cam kết điện về bên cửa hàng em giá rẻ nhất Việt Nam luôn. Tại vì bên em đang làm đại lý. Cứ điện cho em thì được giá tốt luôn nha các bác nhá. Mua hàng các bác điện trực tiếp hoặc là các bác nhắn tin qua Zalo cho em. Tất cả các tin nhắn qua Zalo thì em trả lời 100% các bác nhá. Để đặt hàng, đây là hai số điện thoại nha em. Ship toàn quốc. Ngắm đi các bác. Video này video em quay thực tế. Ở video phần 2 đi. Video phần 2 em sẽ lắp cái bát này. Lắp cái bát này lên lên thùng. Lên thùng súp đơn 50 đi, em sẽ test cái mẫu bát này. Bác nào mà muốn muốn xem video phần 2 có thể ấn đăng ký kênh nhà em để theo dõi nhá. Em cứ sản phẩm mới về bên em lại công bố cho các bác, giới thiệu đến cho các bác cập nhật những sản phẩm mới nhất. Thôi nha, em xin dừng video, hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau. Video này mà hay các bác nhớ ấn like, ấn chia sẻ và ấn đăng ký kênh để theo dõi nhà em nhá.